ưu điểm, nhược điểm và giá của cỏ đậu. Xin chào tất cả anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại với video của Hiệp ngày hôm nay. Những chị nào đang chuẩn bị trồng cái giống cỏ đậu hay còn gọi là cỏ lạc thì hãy ở lại cái xem cái video này. Ở video này thì Hiệp sẽ nêu lên giá này, cách trồng này, ưu và nhược điểm của chúng cũng như là cách chăm sóc, để từ đó các anh chị lựa chọn được một cái giống cỏ thích hợp để trồng cho sân vườn của nhà mình. Và ngay khi các anh chị không có thời gian để chăm sóc thì sân vườn của anh chị, cỏ của anh chị vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Hãy cùng nhau theo dõi cái video này nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ Hiệp. Cỏ đậu hay còn gọi là cỏ lạc, một loại cỏ có hoa màu vàng và có chiều cao từ 7 đến 10 cm. Loại cỏ này thì có tính là ưa nắng. Khi mà chúng ta trồng ở những cái khu vực có nắng thì loại cỏ này có hoa rất là nhiều. Có một số anh chị trồng cái giống cỏ lạc này trồng ở dưới tán cây, ở nơi bóng râm thì gần như loại cỏ xanh tốt nhưng mà không có hoa. Đó là đặc điểm nói riêng của cỏ đậu cũng như là nói chung của tất cả các loại hoa. Các loại hoa như là hoa 10 giờ, cúc chuyến chi, cỏ đậu hay là các loại hoa khác thì chúng phải cần có nắng thì cái lượng bông nó càng cao. Bây giờ thì Hiệp sẽ nói lên cái nhược điểm của cái cỏ đậu này nhá. Nhược điểm số 1 đó chính là nó phải sống ở những cái điều kiện có nắng, ở những cái sân vườn có nắng thì cái loại cỏ này nó mới có bông. Cái nhược điểm số 2, cái loại cỏ đậu này khi mà chúng ta trồng đại tràng cho sân vườn thì chúng ta không thể đi, đứng và nằm lên trên được, bởi vì khi mà chúng ta đi lên trên thì nó sẽ gây dập cỏ. Cái nhược điểm số 3 là loại cỏ đậu này thì nó có cái thời gian, cái tuổi thọ của nó thường khi mà chúng ta trồng ấy thì nó chỉ sinh trưởng được 2 đến 3 năm. Sau đấy thì nó lụi tàn và chúng ta cần phải cắt hoặc là chúng ta cần phải cải tạo trồng cái giống cỏ mới. Nhược điểm số 3 là cái loại cỏ đậu này thì nó thường cao, cho nên ở dưới gốc của nó thì có những con côn trùng hoặc là những khu vực mà sân vườn rộng lớn thì sẽ có rắn ở phía dưới gốc cỏ đậu này. Nhược điểm tiếp theo của cái loại cỏ đậu này là nó hay bị nấm mốc này hoặc là các con sâu ăn lá ăn hoa tấn công. Đó là những cái nhược điểm của cái cỏ đậu này. Còn bây giờ nói về ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm số 1 đó chính là loại cỏ đậu này là loại có hoa, cho nên khi mà chúng ta trồng tiểu cảnh cho một sân vườn, cho một góc sân vườn nào đấy thì nó rất là đẹp. Ưu điểm tiếp theo là nó có thể sinh trưởng và phát triển rất là nhanh. Khi mà chúng ta trồng với cái cách trồng là trồng bằng bầu thì xíu nữa Hiệp sẽ chia sẻ sau, thì cái loại cỏ đậu này chỉ cần khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng nó có thể che phủ được cái bề mặt đất. Ưu điểm tiếp theo là loại cỏ đậu này thì rất là dễ chăm sóc. Khi chúng ta trồng xong thì điều mà chúng ta quan tâm đó chính là giữ ẩm và tưới nước hàng ngày cũng như là bón phân, thì loại cỏ đậu này nó có thể sinh trưởng và phát triển được rồi. Giá bán của nó thì sẽ bán theo bầu. Thì một bầu như thế này thì gồm có 3 đến 5 thân cây cỏ đậu, và 1 mét vuông thì chúng ta cần từ 15 đến 17 bầu để chúng ta trồng. Và một cái lưu ý khi mà cách trồng cái giống cỏ đậu này là trồng nằm nghiêng cái thân cỏ đậu. Chúng ta giống như là chúng ta trồng mía đấy, chúng ta lấp đất lên từng mắt, thì sau này mỗi mắt của cỏ đậu thì nó sẽ lên một cây. Như vậy cái tỷ lệ mà đẻ mầm, tỷ lệ thành cây mới thì nó sẽ cao hơn. Do đấy thì nó sẽ che phủ được bề mặt đất nhanh hơn. Giá bán của cái loại cỏ đậu hay còn gọi là cỏ lạc này thì một bầu của nó dao động từ 900 đồng cho tới 2.000 đồng trên một bầu. Một bầu gồm có 3 đến 5 thân và cái chiều cao của nó từ 15 đến 20 cm. Như vậy 1 mét vuông chúng ta trồng từ 17 thì nó sẽ dao động từ 15.000 cho tới 30.000 đồng trên 1 mét vuông cỏ giống. Trên là những chia sẻ của Hiệp về cái giống cỏ đậu hay còn gọi là cỏ lạc. Anh chị có ý kiến hoặc có những cái câu hỏi nào liên quan đến cỏ sân vườn, còn có các loại cỏ khác như là cỏ nhung nhật này, cỏ lá gừng Thái, cỏ lá gừng, cỏ cúc xuyến chi, thì hãy để lại bình luận ở dưới cái video này. Hiệp sẽ chia sẻ, sẽ làm những cái video để trả lời những giải đáp của anh chị. Các anh chị nào mà chưa follow kênh thì nhớ follow kênh của Hiệp để có nhiều thông tin hơn về sân vườn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.